giờ cái con bự này nè bắt ra mình sẽ làm mà ở bên lù sashimi kawasaki đó. Ui, dăng. Bò mày mày chả dấu nha. Rồi đột cái nó nói chứ nha đột nữa là chuyện gì không đó đó chuyện lắm. Thử coi chết mày. Đưa tay chặt thử coi chết chưa. Chết chưa ta. Ơi vẫn còn vẫn còn. Bà bị nhá. Tới kia nó nằm đâu đây. Giải quyết nỗi buồn tâm sự ra. Đây đầu bếp đang làm món kawasaki với là wasami gì đó, ăn không biết sao chạy. Ăn sao đừng chạy kawasaki chết luôn nha. Cầm cái mấy giờ giữa sông nước không có chỗ đi nha. Đầu này mở ra chút mỏi mình được xài bình nữa câu luyện ra đây xài bình quá đó, lấy một cái túi bịch hay gì đi em lót lên đi giờ... xé cái nắp này nè xé cái nắp thì ra nè xé cái nắp thì tôm nè và cái dĩa chế chai nước rồi chế rửa anh chết đây cái chai nước nè kia kìa sau lưng anh cho nó sau lưng anh đó chặn nha chặn nha chặn nha làm hết đi nhậu lấy cái mặt cái tên luôn anh à, mặt không mình đây được không dở mặt cái luôn cái mặt cái đó lại ừ nguyên cái mặt cái luôn đó là ấy nó bận cái này đi giải tiếp mà thôi sinh tồn thường là sống sinh tồn có chi dùng chi đó bọc bạc luôn mẹ thiếu khăn lao chỗ khô này. Thôi chi là lấy áo tao lao tao rồi đó em lấy chỉ hồi tao nói nè lấy không chỉ ra con sống không mấy em chỉ hồi tao nói mắt xa nó cho nó ra chỉ nè không ai giỡn chỉ bây giờ mình
cái đầu này sao? Đầu bỏ vô nấu mì anh. Vậy để vô phải không? Dạ. Mày vệ sinh gì phải không? Đổi luôn chơi luôn vậy. Hả? Giờ xuống lâu tường đó không giờ tường đó lâu giờ bữa không giờ đâu chết chóc vậy đâu đó trời trời ghê mình rất hàng nha bữa xanh này đúng quá ta làm sao thiên mi vẫn giao lục quá dám lục đâu bán lắm á tại mày chắc cái sớ tàn á tôm này hơi bự em cắt một đôi mấy mình làm món mì huyền thoại đó là món mì tôm có tôm mì tôm thiệt nha chứ phải mì tôm mì tôm có tôm mì tôm thiệt nha chứ phải mì tôm giả nha hôm nay quảng cáo này xúc xích 88% thịt thì hôm nay mình có mì tôm 100% là tôm mì tôm hay chanh nhiều quá đâu mấy mày rửa xong rửa xong dễ vô bè đóng cửa là khét lỗ rồi thôi à bây giờ mình tới mình làm món cái nước chấm nè cái chén nước tương sau lưng anh á nghe sau lưng anh đúng chỗ đây lấy thêm một cái ly đi một cái ly ở trong thịt đó có cái ống một tạc á trong mình đó có ống một tạc có luôn giờ 7 sao cái này nó về không cắt cho mỏng là dễ chậm bây giờ hết lon nữa ha tôm chua cay gì nếp chua cay cũng chua cay hảo hảo mì út dân á bữa nay mình sẽ biến thành một huyền thoại mì tôm huyền thoại mãi nước tương nhiều quá hả nước tương hay nhiều kệ lại rồi chưa ra bớ này nãy bớ này thật chưa tan bớ này tương hay nhiều vừa ấy tương tan hay nhiều cái này mình ăn pha là dễ ăn đáng lẽ là một chén nước tương chén một tạc mình viên chấm hai cái chấm qua nước tương xong chấm một tạc một tạc thì ăn pha ăn gì đi cũng dễ ai ăn một tạc yếu yếu hay mình về màu
ơi, nãy quên nấu nước chế vô cái bình trước. Để rửa. Đúng không? Ủa lẹ mà có thơm mà. Có thơm mà. Đại mẹ nồng nồng ngậm lại ăn gì hấp dẫn, nó đói rung tay luôn, nắng chắc là nó rung. Nó đuổi là lâu quá sức mình đi ra tay. Đấy, còn mấy cái xài, mấy xài nó đi xin nước tương ta cho á. Sao nghe học nghe đầu ghê luôn á. Đấy chắc cũng phải phục phê rồi đấy. Thử nè, quay em review cái món tôm mà mới làm nè. Ngon. Giữa miếng cật như thế này. Thêm miếng luôn đó. Cho nó đủ cay. Đây, thử miếng không? Thử gì ăn, cứ thử mày. Còn nhiều thử nè. Sẽ làm như một miếng. Ăn xong đưa vô dao đứt lưỡi rồi cắn rồi. Nhất miếng một tay lên nè. Đây. Nhúng ngay cho nó chín. Đấy, nó chạy dính được. Chưa. Chưa phê đúng không? Chưa, chưa nồng dễ. Tại nãy này ra đây chưa dễ. Thiếu một chưa có quậy cái này. Nặng riêng đi, nặng riêng nha. Dạ. Nặng riêng chấm luôn. Nặng riêng đi. Chưa nghiêng. Đủ, chưa nồng đủ. Đã vô cái nồng lên luôn rồi mới đã. Tạc nhẹ. Tạc nhẹ. Tạc số nhật cũng nhẹ. Đủ cái này hàng. Tạc hàng nhẹ. Cái hồng tạc của ở Việt Nam làm nồng lắm. Ở vô cái ngậm hồng nồng đã. Thử cục em bóc. Này đây, mày làm chó, mày làm chó. Trời ơi. Mày cũng lấy quá đáng lẽ mày thì tưởng á, mày phải. Đó, nó chấm như vậy nè. À. Đúng rồi, có cái nĩa nó mới ngon á. Kẹt cái miếng rồi. Thôi được rồi. Dạ, dạ, dạ. Không có gì sung sướng mà vậy. Lấy lông bìa mới được. Bìa được rồi. Thôi đi em uống cho. Anh còn lấy tàu nữa. Tàu 8 tấn. Bụng tạc chưa đủ đô. Chưa đủ đô. Nè có nồng mà để vô nồng cái ăn mới đã. Bụng tạc như nó đi. Rồi chắc nó hết đây. Chưa dính đâu. Miếng đó mà. Trời ơi. Tại bụng tạc cái nó nhẹ á. Chứ mấy gì. Nó chín mới được. Mình cũng chờ lại một chút mình làm thêm cuốn nữa hả? Làm chi nữa. Ăn hết này thôi rồi. Chè nấu ăn. Nấu quả này ra. Xăng lại nó dẫn chút là xét làm sao đi. À, mày hung dữ nếp. Tôm nó giòn giòn ăn nghe nó sực 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 tưởng như ngay cân bò vậy. Ngay luôn. Ngay dít nha.